Rồi, chào các bạn nha. Nay tiếp tục 27 bạn ơi. Thì cái điểm cuối cùng của mình bữa nay mình đi cái điểm này quýnh ga bạn. Bữa mình thăm cái điểm này, điểm cuối cùng hay mình quýnh cái điểm này cuối cùng mình quýnh dài dài vậy bạn. Thăm dài dài vậy nha. Rồi tạm ngưng cái nha các bạn. Để mình kiếm cái bẫy cái có nhìn quay tiếp cho các bạn coi. Rồi, vô thăm cái bẫy đầu tiên luôn các bạn. Không có gì nữa mà gù à, cho nó bật thuốc cái đi mà này tạm ngưng nha bạn. Thôi tới cái bẫy tiếp theo rồi bạn ơi. Nhóm lần này nó nặng chịch luôn các bạn. Đây nè. Bật máy lên liền. Có hàng này không biết gì đây các bạn ơi. Nặng lắm các bạn. Đấy rồi coi. Trời ơi con lông thừa các bạn ơi. Ồ lông thừa sướng à. Ngon các bạn ơi. Quá đã luôn. Mà ủ luôn. Trời ơi. Ủa, rồi các bạn. Mở bao bắt ra các bạn. Nghe nó nặng luôn mà không biết cái gì quá đã. Rồi, mới chấm vô gắn vô cái trống các bạn. Đây, bắt nó cho các bạn coi. Quá ngon luôn. Sướng rồi các bạn. Đó các bạn. Ồ. Đây các bạn ơi. Quá đã luôn các bạn. Ngon quá các bạn. Đã. Chỉ cửa bắt ra các bạn. Ấy nè các bạn. Các bạn thấy ấy không? Ghê quá, bắt đầu này đi. Cho nó sạch sẽ. Dở cái bẫy lên nghe nó nặng chịch là sướng à. Ừ, dở cái bẫy nghe nó nhẹ hiều rồi thôi rồi. Xong phim. Các bạn ơi, gà cưng. Đó, các bạn. Thế nào? Rồi các bạn. Quá trời quá đất. Sướng quá các bạn. Quá ngon. Ôi, ghê các bạn. Quá đã luôn. Chất lượng luôn các bạn. Ú nù các bạn. Ngon em này ký được à ký chắc yếu quá bỏ vô bao vậy cái nó quấn nè ghê không vậy xiết cái tay cứ ngắt à ơ không cái đầu nó bị gì ta một cái đầu nó bị gì vậy. Cái đầu nó ghê à. Phù ra cái đầu nó nè các bạn phù ghê à. Đó, chọc cho nó phù à phù không đó các bạn. Đó. Bạn thấy cái đầu nó phù ghê không ớn rồi không giỡn rồi nữa các bạn ghê quá phù hồi nó chất lên táp bậy tùm lum hết phù lên y như bong bóng rồi bạn. Chà cái mày siết làm gì nữa ghê quá siết cứ ngắt nữa các bạn ơi coi giờ siết không vô bao mà không chịu nhả ra nữa nè rồi thôi tạm ngưng nha các bạn gỡ con gà đuối luôn gà lứ chày lủng lỗ à vô cục
sướng thôi bà. Ngon quá bà, đã luôn rồi, làm ngon nha bà. Nó chia tay đưa bà về xuống kia, bà về đi về. Đó, về về ra sông cái nữa bà, đây sông Dầm Cỏ bà. Nói gì mình giờ gì mình giờ đang chèo ghe về đó bạn, mới đưa gì ra rồi thôi mình đi thăm tiếp bạn. Thương gì lắm, gì già còn chèo ghe vậy đó. Rồi có chiếc xà lan bự rồi nữa bạn, đang chở cát nữa bạn, sông cái lớn. Sông này là sông Dầm Cỏ các bạn, hết biết luôn, to lắm bạn, dài thật luôn, chở cát các bạn, dài ghê quá bạn. Nói gì mình giờ đang qua sông rồi đó. Thương ghê, tội nghiệp bà già, thương lắm bạn, nhớ mẹ mình đó. Rồi, thôi tạm biệt các bạn nha, đi thăm bẫy tiếp rồi thầy quay cho bạn coi nha. Rồi tới cái bẫy tiếp theo nữa các bạn ơi. Trời ơi dở lên, ngon không được đâu, má này nó đỏ chét nữa các bạn ơi. Nè các bạn, trời đất cười, ngon không được, các bạn thấy nó đỏ không, khủng hoảng luôn. Hồi đem ra ngoài bắt các bạn ơi. Ôi ôi nó này, đây các bạn ơi. Ôi ôi nó chà bả luôn, lớn luôn các bạn, đem ra ngoài tạm ngưng nha các bạn, để tạm đỡ đây đi, vô đây có con cái nữa các bạn. Hôm nay còn cái bẫy vô thăm luôn, ra ngoài luôn các bạn. Rồi thấy im ghê bạn, không có gì luôn. Rồi chuột còn nguyên luôn các bạn ơi, chuột còn lúa còn luôn, thôi ra ngoài bắt không người cho các bạn coi nha. Rồi mới trống vô cái trống rồi các bạn ơi. Má rắn không người vô cái cứng cái lợp luôn. Mấy này gỗ không có thâm mà. Đúng không? Anh bữa nó gắn kẹt đầu chết rồi. Cái này nè, cái này bữa gắn chết kẹt đầu nè. Ổ. Đỉ ngựa khủng hoảng. Rồi các bạn. Ôi ôi. Lỡ là cho mấy bạn coi cái cá câu luôn đi. Không ngựa chất lượng luôn các bạn ơi. Cho mấy bạn coi cá câu luôn. Ôi ơi nó đó ao luôn các bạn ơi, không ngựa chà bá luôn. Khủng hoảng không ngựa. Cá này nó lầm nó đó. Ừ. Ngon các bạn ơi. Quá đã luôn. Đây các bạn, chất lượng luôn. Nè, còn không thừa nãy nè các bạn. Rồi, bắt ngựa ra các bạn. Này đỏ cho nó vàng. Mấy con vàng ghê, con vàng bữa dính á. Con vàng, này đỏ, màu đỏ luôn. Ớt không? Ghê các bạn. Quá đã luôn. Đâu rồi, cá đâu rồi? Cho mượn mấy cá coi cái quay ra nha. Đây các bạn. Sáng giờ mấy bạn đi câu à. Có bà cậu đứng làm khán giả luôn. Ôi ôi đã các bạn. Quá xả luôn cái gồ nè. Hết biết này các bạn, mương nè. Rồi mương nước như vậy mà cá quá chừng luôn. Đây. Và đây nữa nè, cái mương đứng ngay cái cống này các bạn. Quá chừng. Rồi bắt nữa đó bạn ơi. Chim kia trống kêu chim vô. Bắt nữa ra. Không bồi nữa không giữ. Thấy nó là sợ hơn gì nữa. Con này là con hổ ngựa bác. Quá trời con ngựa luôn. Từ nào giờ chưa thấy con. Ôi trắng. Trắng trắng. Trắng nè. Ghê không. Con ngựa. Ngựa bá đạo luôn. Quá trời con hổ ngựa luôn bạn ơi. Đồ cầm tay à. Dục đâu á. Cũng quả vậy chứ. Quá ngon luôn các bạn ơi.
ngựa này chất lượng hả bạn, cầm tay luôn hả bạn ơi, quá ghê. Ôi ôi, con ngựa đó chét luôn các bạn. Rồi thôi tạm ngưng bỏ vô bao quá nha các bạn. Okay. Rồi để bạn ơi, giờ có đứa em chia lại hai con nữa bạn, mới đi thăm tới mấy cái này chia lại cho đứa em nhậu luôn. Chúc có mấy đứa em đi phố về nhậu. Đấy, chia lại cho nó luôn. Này bỏ vô bao luôn bạn. Anh gửi ra đi sao không biết gửi. Giật ra, giật ra. Giật ra. Giật ra. Cổ chó rồi. Rồi, chia lại hai em này luôn nha các bạn. Tấm cái miệng cái bao kia lại chứ. Tấm rồi. Đó. Ráng. Cái nắm vậy nè, nắm cái miệng bao rồi nè, nắm tấm lại cái đầu nó xích lên. Tạm ngưng nha bạn. Chơi đứa em hai gắn này rồi nha anh Tăng. Tại anh có cái mối mình của chị, nhiều khi nó thấy lăn YouTube rồi nó hỏi gì không công không có nó nói. Rồi, thôi tạm ngưng nha bạn. Đi tới đây nè bạn, thấy đàn cò quá chừng quay cho bạn coi nè. Quá chừng luôn. Đậu trắng ruộng luôn bạn. Cái này là bưng các bạn. Quá chừng luôn. Đẹp không? Quá chừng cò luôn. Đó các bạn, đứng dưới ruộng quá chừng luôn. Rồi, họ tầm gần đi thăm tiếp mà. Rồi, tới cái bẫy tiếp theo nữa các bạn. Chết chà mấy bên kia xong. Đây, karaoke à. Rồi tắt quá. Cái bẫy này có gì không? Quay đại cho mày coi. Trời ơi, nặng mấy bạn ơi. Ghê vậy. Mấy bạn ngon rồi, ngon rồi. Ây da, gì vậy, nó hẹp quá, mình không có thế móc. Hù dện mấy bạn, em hù dện mấy bạn. Hồi hù dện hồi sao cái cổ chày rồi mấy bạn ơi, cổ nặng chày rồi, chày mỏm lum. Trời ơi, nó chưa ăn được chuột luôn mấy bạn ơi, bự ghê nè, mà nó chưa ăn được chuột luôn. Chuột còn nữa các bạn. Rồi tạm ngưng xử lý nó cái nha các bạn. Đây bạn ơi. Mới giờ cái bẫy lên nghe nó nặng chịch, nghe nó ghiền dâu. Trời ơi, nó vô đây nó xây tổ quy hương rồi các bạn. Hai con đúng cơm cho bả luôn, nó vô cái chuột bẫy của mình nè. Trời ơi. Đúng không? À. Tấn công chuột nhỏ của mình dưới kìa. Chuột nhỏ của mình trốn còn chết luôn. Thôi nghe không. Hai bự nè. Trời đất ơi. Khủng hoảng. Thôi tắt lấy bao xử lý nữa các bạn. Phút chuyến thăm này bà ơi. Mới thăm cái luồng bẫy này. Bạn coi nè. Ba cái bẫy khủng mình đem về mình sửa lại các bạn. Còn cái còn chuột mình để lại luôn. Ba cái này nó vô mà nó nông hơn nó ráo các bạn ơi. Ghê quá. Thấy nông hơm cái tình trạng này, mình thấy ớn về sửa cái miệng hơm lại. Đây còn được em lông thừa, lông thừa hổ dệt hổ hèo gì nó nè bạn. Nãy anh bán hết con với lại con hổ ngựa rồi, với lại trong bao mình còn được hai con cơm nữa, hai con cơm anh xin ái luôn, khủng khiếp. Rồi thôi, kết thúc cái hôm nay nha các bạn. Hai đi được ba em à, hai lông thừa với con hổ ngựa chờ bả luôn, quá đã. Bán anh con lông thừa với con hổ ngựa bự rồi, còn em này nhỏ nhỏ này bị cục đuôi mà, đuôi cục nghỉnh nè, cái đuôi cục các bạn ơi, cái đuôi cục nữa rồi. Bị chuột ăn không được, chuột bị chuột cắn nữa các bạn. Chuột cắn gách cái cổ rồi các bạn. Gách ngay cổ nè. Sát cái đầu luôn. Rồi, thôi tội nghiệp quá. Rồi, kết thúc mấy bạn. Chúc bạn xem clip vui vẻ nha. Bye bye.